sáng lúc 7 giờ bọn em ngắm và bọn em bảo là nếu thế nó có 10 tiếng, hơn 10 tiếng thì đã về đây. Tính thì 20 giờ là bắt đầu vào đấy. 4 giờ chiều mà lúc đầu báo là 12 giờ. Ta sưu tầm rất là lâu rồi. Cái cây này nó mang cái một trong số những cái cây của dân gian, đúng không? Mất ngủ là hái cái lá này, ăn vài lá là ngủ đi kỳ luôn. Đúng không? Thì cái cây này cũng là một trong những cây thuốc quá nhiều. Vâng. Mất ngủ thì ngủ thôi. Anh quay cả cái cửa đường kia. Vườn cảnh anh Nguyễn Ngọc Yến có một gốc đơn rất đẹp. Dáng của nó là nhất trụ kinh thiên. À vâng đấy, chúng ta vừa nghe ông chủ vườn có nói dáng của cây mẫu đơn là nhất trụ kinh thiên. Kinh thiên. Kinh thiên ạ. Nhất trụ kinh thiên. Vâng. Thế mà đây là nhiều thân đấy chứ. Đâu cái vàng đằng sau đó, cái đơn vàng. Vâng. Alo. Nhưng mà đây là một cây mẫu đơn nhiều thân như anh à? Cơm cắt nhau. 11 giờ. Và bên cạnh là một gốc đơn màu vàng. Một gốc đơn cổ đấy. À, và đây là hai tác phẩm du cổ mà anh Yến đã đưa đi trưng bày ở triển lãm Vincom Long Biên 2016. Hai tác phẩm đã được giải bạc anh. Vâng, đã được giải bạc ở Vincom. Đến vườn cảnh này tôi thấy số lượng du rất lớn cho nên có thể gọi anh Yến là vua du rồi. Ở huyện Yên Mỹ này thì cái số lượng vườn mà có nhiều du như anh này có lắm không? Có nhiều không? Có ít thôi, đúng không? Cho nên địa phương này có thể gọi là vua du Yến rồi. Quả hồng xiêm nó ngọt lắm.
cái cơ chủ nhân chưa chắc đã được thưởng thức cái quả này đúng không? Bố thì toàn đi nắng đâu nó rung chứ trường thỏ lắm. Cái này mới đẹp này anh chị. Vâng. Cái này là huy chương vàng đây, cái bên đằng sau. Thầy ơi, em giờ thầy đây, thầy Bình ơi. Đứng ở cạnh. Và một tác phẩm du nữa bên cạnh. Tác phẩm đã giật giải bạc của triển lãm Vincom Long Biên 2016. Và đây là tác phẩm cây ổi ta phải anh ơi? Vâng, gốc ổi ta nhưng mà tôi thấy lá của nó lại rất nhỏ rồi anh ạ, nó không to lá như cái loại ổi khác và có một cái thân rất quái. Chúng ta thấy là sau khi thoát thân lên, gốc ổi chuyển mình rất đẹp. Đó. Đó, cái điểm nhấn ở cái chỗ thoát thân của cái ổi là rất đẹp. Đó. Thầy Bình ơi, cái cây phi nào cái thế nó huyền như này mà thầy không chụp cho em cái ảnh đẹp này. Cây này cũng đã bác Yến đã mang đi tham dự ở festival rồi đấy, Hà Nội đấy, cũng chung bạc cho đấy. Đó là các cái bông bác sửa trông như là các cái đám mây con ấy, đúng không ạ? Đẹp ấy, tác phẩm Phi Lao này. Trông ngắm cái tác phẩm này có một cái cảm giác như là một tác phẩm Phi Lao dáng huyền rất đẹp. Dáng huyền, Vũ Long Tản Vân. Cái gì ạ? Bác đặt tên là gì ạ? Cái này Vũ Long Tản Vân. Vâng, chúng ta vừa mới nghe bác Bình nói tác phẩm Phi Lao với tên gọi là Ngũ Long Tản Vân ạ. Vâng. Tức là rồng vần mây. Mà có ngũ là phải năm bác ạ. Vâng, năm con rồng. Thế đây có thể hiện được năm con rồng không? Được. Chia nhỏ ra thì là không. Theo dáng thế cây ấy, thì nó là song huyền. Theo dáng thế là hơn cả bác ạ. Em góp ý mại nguội góp ý nhỏ với bác ấy. Cây này ta gọi là cây song huyền. Song siêu song huyền. Thì đây là song huyền. Lưỡng Long Tản Vân cũng vâng, được. Lưỡng Long Tản Vân thì à, cũng được. Chứ còn nếu ngũ long thì vâng. Nó phải là đủ 5 tay tôi thì mới là ngũ. Nhưng đây thì chỉ có 2 tay thôi, 2 thân thôi. Đấy, mà dáng huyền thì ta có gọi là song huyền cũng được. Hoặc là lưỡng long, lưỡng là 2 thì cũng được. Lưỡng Long Tản Vân. Vâng. Nếu như cây này vẫn liếm táo bạo
tháo một cây này đi, ngắm cây này đặc sắc hơn. Không, nhưng mà nó không cũng có cái đẹp riêng. Thôi để cái dáng này cũng được. Đây là mình tham gia góp ý để mỗi một người có một cái góc nhìn, đúng không? Vâng vâng. Tức là tổng thể thì là thể nó có một cái đẹp riêng, mà tháo cái cây me dáng cổ đi vào. À, theo giới thiệu của anh, chúng ta đến thưởng thức tác phẩm cây dâu. Cây này là cây dâu tầm. Vâng, cây dâu cổ rất hay này. Cây này là quả sai chính trực. Vâng. Dáng thế rất phù hợp, đúng không ạ? Mà gọi tỉ muội cũng hợp lý. Có đúng không? Tức là cây dâu dáng tỉ muội. Dáng tỉ muội. Vâng, để cây tôi này gọi là cái tỉ muội. Xin làm mềm. Cây dâu dáng tỉ muội. Cái này tỉ muội, cái này bắt đầu cái độ già bắt đầu cảm thấy là đang lão hóa này. Vâng. Nó đang lúa rồi. Đang lúa rồi, đang lúa dần. Cái này của bác mua lâu lắm rồi. Lúc mua tương đối nhiều tiền đấy. Mà bác đang gom lại cái bác đang làm lại cái bệ cây. Vâng. À, tiếp đó là cây me. Lâu lắm lắm, bác đợt rồi bác mới chỉnh sửa lại, mới chuyển thế đi. Cây này là bác mới chuyển đi. Cây này rất là cổ. Vâng. Cây này bác ấy chuyển cái dáng lão. Bác chuyển dáng lão, đang chuyển dáng. Nói đặc sắc ở cái vườn này, bác Nô Sinh ạ. Vâng. Đặc sắc ở vườn này em thấy có mấy cái đường nét ghi nhận. Là có vấn đề gì đặc sắc anh? Cây tiên hồng. Cây gì ạ? Cây tiên hồng. Cây tiên hồng, anh giới thiệu cây đấy đi. Để giới thiệu bác cây tiên hồng. Là trước khi đến đây cây đấy, cây này có vẻ là cây nguyệt quế không? Cây này cây nguyệt quế. Vâng. Cây này bác ấy đang chuyển thế, đang làm vâng. lại. Đang trong giai đoạn vâng. làm lại. Vâng. Nhưng mà cũng có cái gốc tuyệt vời đây nhỉ. Vâng. Đó, tương đối lâu năm. Về cái gốc, về cốt cách là cây nguyệt quế này rất là cao tuổi đấy. Vâng. Đẹp đấy. À, để kết thúc video, phóng sự Hương Sắc Đô Sinh đưa toàn cảnh của khu vườn nhà anh Nguyễn Ngọc Hiền. Gian rất rộng và số lượng cây nhiều chủng loại. Chúng ta cảm ơn anh Yến đã chia sẻ cùng Hương Sắc Độ Sinh những hình ảnh bonsai trong sân vườn nhà mình.